Xin kính chào quý vị các bạn. Trong video clip này thì mình xin giới thiệu với quý vị các bạn một cái phương pháp để mà tạo nước ngọt từ nước biển, đơn giản, rẻ tiền và dễ sử dụng. Thì mấy ngày hôm nay tôi cũng đang tìm các cái phương pháp khác nhau để mà tạo cái nước ngọt từ nước biển một cách rẻ, hiệu quả. Thì tối hôm qua mình cũng lang thang lên trên mạng, mình tìm thêm ở nước ngoài xem người ta xử lý thế nào. Mình thấy rằng họ cũng có nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó cái phương pháp này thì rất là đơn giản mà có thể sử dụng, áp dụng được ngay, thích hợp với bà con các nơi, không có cần gì nhiều hết. Thì phương pháp này như sau: chúng ta cần một cái bình chứa các bạn, một cái bể chứa để ra ngoài mặt trời. Thì các bạn có thể dùng một cái bể chứa gì cũng được, chúng ta để ra ngoài mặt trời. Ở trên đây thì ta cần một cái tấm mũ ni lông, và mũ ni lông này các bạn cột thì các bạn tạo cho một cái gốc, tạo một gốc để mà nó trùng xuống thôi, nó trùng xuống. Và dưới cái nhiệt lượng của mặt trời, ánh sáng mặt trời nó sẽ làm nóng nóng cái bình này. Thì việc nóng như vậy thì làm cho nước nó bay hơi một phần. Nó bay hơi thì nó sẽ gặp ở trên cái mặt, trên cái tấm mũ ni lông này, nó sẽ ngưng tụ lại. Và khi ngưng tụ lại như vậy, nhờ có cái độ nghiêng này các bạn lúc đầu các bạn để thì các bạn phải cho nó nghiêng chút xíu, thì nước nó sẽ chảy xuống dưới đây và rớt xuống dưới ở trong này là đặt cái ly để hứng nước, nước sẽ rớt xuống dưới đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có nước sạch để mà dùng, để mà uống. Thì tôi thấy cách này rất là đơn giản và hiệu quả. Hiện nay thì ở miền Tây, cụ thể như ở Bến Tre thì nước mặn cũng đã xâm nhập vào trong nội đồng rồi, và chỉ cần chắc chừng tháng thôi là việc dùng nước ngọt sẽ rất là khó khăn các bạn. Nên những cách này tôi nghĩ rất là tốt. Thì ở miền Tây hiện nay là chúng ta có rất là nhiều cái mương, chúng ta có thể tận dụng cái mương đó. Những cái mương đó chúng ta có thể là dùng những cái tấm bạc, tấm bủ ni lông hiện có ở nhà thôi chẳng hạn đó, chúng ta cản lại cho nước nó bốc hơi lên, và ở giữa đó thì chúng ta để một cái đồ chúng ta hứng. Rồi tới cuối ngày chúng ta tới, chúng ta lấy cái ví dụ như để cái ca hay để cái ly hay để cái nồi gì đó, tới cuối ngày cái chúng ta lấy cái ca cái nồi đó, chúng ta có được một ít nước chúng ta xài. Thì mương miền Tây nhiều lắm, nó thành ra là vấn đề chứa nước khỏi lo, chúng ta tận dụng được cái đó luôn. Thì ở đây tôi xin chia sẻ thêm là ở trang mạng thì nó chỉ để là cho cái này nó trùng xuống thôi, nhưng mà tôi thấy để mà hiệu quả hơn thì ở đây chúng ta có thể đổ thêm một miếng nước ở trên này nè. Miếng nước trên này nó sẽ làm lạnh tốt hơn, các bạn thấy đó. Như ở vùng xung quanh mà nước bao phủ nó đều có những cái giọt nước li ti ngưng tụ, nhưng mà những vùng ở trên này là không có nước thì nó không ngưng tụ được. Còn các bạn còn muốn mà làm tốt hơn thì các bạn có thể là bỏ thêm một cục nước đá vô đây thì nó lạnh hơn thôi. Bây giờ thì tôi sẽ mở ra coi là bây giờ là để thì tôi để hồi từ lúc là để coi nhớ coi hình như là lúc như lúc 11 giờ tới giờ là khoảng chừng 2 tiếng thì được bao nhiêu. Thì thực tế ra đó là cái này uống được nhiều thì các bạn phải có một mặt thoáng rộng. Và những bạn học là lúc cấp 3, các bạn nhớ là khi ta học về cái sự bay hơi của nước là nó phụ thuộc vào cái mặt thoáng mà càng rộng thì nước bay hơi nó càng nhiều, bởi vì là cái khả năng nó bứt khỏi những cái liên kết, những cái lực liên kết, lực hút giữa các cái phân tử với nhau. Như vậy thì nó dễ hơn, nó bứt ở chỗ cái mặt thoáng. Rồi thứ hai là chúng ta có thể cải tiến lại, ví dụ như ở đây là cái lon này chúng ta có thể là quét thêm màu đen dưới đây, sơn màu đen xuống dưới đây để mà nó hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt hơn, nhiều hơn. Bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn xem coi được bao nhiêu, tôi cũng chưa gỡ ra nữa để các bạn cùng xem ở bên trong luôn. Rồi từ từ ha, nhúng cái đó, ở bên trong là có cái ly nè, cũng được chút đỉnh các bạn. Thì do là cái này nó cũng còn nhỏ thôi, cũng được chút đỉnh đây, được miếng đây đó, được miếng đây. Thì nói chung là có còn hơn không. Khi mà chúng ta, các bạn thấy đây là một cái rất là nhỏ và chúng ta xài dùng trong khoảng chừng 2 tiếng, khoảng chừng 2 tiếng thì được nhiêu đó. Nếu mà chúng ta làm lớn hơn nữa và để cả ngày thì còn nhiều hơn nữa. Mà thật ra chúng ta có mất gì đâu, chúng ta chỉ có để ra ngoài nắng thôi, chứ thực ra thì gần như chúng ta cũng đâu có mất mát gì. Rất là hiệu quả. Tôi thấy cách này cũng rất là, tôi nghĩ là nếu như chúng ta
ta sử dụng, ta khéo léo chút xíu nữa thì nó cũng rất là hiệu quả mà tạo ra một nguồn nước ngọt quý giá cho chúng ta, cho bà con để mà sử dụng. Cảm ơn quý các bạn đã quan tâm theo clip này và xin hẹn gặp lại ở những cái clip kế tiếp.